Tóc tai yêu thương quá vậy ta. Dạ. Mùa hè nó vậy đó. Ngực quá hả? Mùa hè nóng ngực quá. Rất là vui khi mà những người ông hai bà mối như các Tường và Quyền Linh mà gặp được những cái tình huống mà hai trái tim mà đập loạn xạ như vậy, là cảm thấy một cái dấu hiệu rất là mừng. Đôi khi người ta nói chuyện với nhau có một cái gì đó người ta hay bối rối lắm. Và mong rằng cặp đôi kế tiếp nó cũng có cái điều gì bối rối nha. Và bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào Cát Tường và chào bạn nữ. Bạn tên là gì? Em tên là Lê Anh Hoàng, hiện tại Hoàng 32 tuổi. Làm nghề gì Hoàng? Là giảng viên đào tạo nội bộ. Là sao bạn? Thì mình là đứng ra đào tạo cán bộ công nhân viên. Đào tạo về cái gì? Về nghiệp vụ, về kỹ năng, lĩnh vực ngân hàng. Chào bạn nữ. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào khán giả xem đài ạ. Em là tên là Đỗ Thị Tường Vi, năm nay 24 tuổi. Em đang là nhân viên nhà hàng của tập đoàn Sinh Hoa và có một công việc nhỏ ở nhà, nó là kinh doanh online. Mình làm công việc này lâu chưa, cái online ở nhà đó? Dạ, bán về mặt hàng gì? Em kinh doanh về sản phẩm đặc sản của quê mình. Quê em ở đâu? Ở Bình Định ạ. Mình giới thiệu về cái sở thích của mình đi. Em thì là người thích dịch chuyển. Cái chuyện gì mà ngồi chỗ làm là không thích. Thích đi đây đi đó, thích tụ tập bạn bè, thích cái gì vui vẻ chứ không có thích những cái chuyện nhàm chán. Thích gặp gỡ nhiều người. Gặp gỡ nhiều người vậy tại sao mình chưa tìm được người nào cho bản thân mình? Chắc là tại vì kéo quá, với lại cũng không có gặp được cái duyên của mình hay sao chị. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Nói chính thức thì là 2 mối tình, còn râu ria thì cũng 3-4 cái. Râu ria nữa hả? Râu ria, bạn râu ria mấy cái? Em cũng lai rai. Lai rai. Lai rai mấy mối tình? Tình duyên của em chắc chia là 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là chắc là gọi là sủ nhi, là trẻ trâu á. Là thời đi học. Thì chắc lúc đó em được mang tiếng là xác gái. Xác gái ở trong ngoặc kép nha. Tại vì hầu như là những bạn nữ nào mà được ghép với em là phải lấy chồng sớm. Rồi đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn em đi làm. Thì em được mang một cái sứ mệnh là mát tay. Tại vì em vào phòng ban nào thì các bạn nữ lần lượt lấy chồng và sinh con. Còn giai đoạn thứ ba là hiện tại là em đang ế. Ủa vậy rồi mấy cái râu ria đó nằm ở giai đoạn nào? Nhiều giai đoạn. Rải rác, râu ria rải rác rồi rơi rụng hết. Tường Vi, mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Em thấy điểm mạnh của mình thì chắc là giỏi về giao tiếp. Ví dụ như gặp người lạ hay gặp thấy đám đông thì chắc không mắc cỡ. Có khả năng kiếm tiền, thấy vậy. Tại thích việc làm kinh doanh. Về điểm yếu thì chắc là ham chơi, đôi khi hay quên. Hào đậu chút xíu. Hay quên sao? Mình kinh doanh rồi hay quên, rủi bán quên thu tiền sao? Không, cái tiền thì chắc không quên đâu chị. Tại ham vui vậy thì bạn có phải là mẫu người phụ nữ của gia đình không? Biết nấu nướng nội trợ gì không? Dạ biết ạ. Đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? Nếu được thì em muốn 1 hoặc 2 năm nữa. 1-2 năm. Tại vì quan điểm của em thì là người của gia đình, nên em muốn tốt nghiệp xong á thì có thời gian đi làm ổn định kinh tế, lo lắng cho gia đình chút xíu rồi mới tính tới chuyện của tương lai. Em Bình Định vô Sài Gòn lâu chưa em? Dạ em đi vô lúc học đại học á, thì bây giờ cũng được 5 năm rồi ạ. Muốn ở đây luôn hay là sau khi lập nghiệp xong về Bình Định? Dạ muốn ở đây luôn, thích cuộc sống Sài Gòn nè. Bạn nam. Dạ. Bạn bây giờ mình thích lập nghiệp ở đâu? Dạ em sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn luôn. Dạ. 2 năm nữa mới kết hôn thì bạn thấy có phù hợp với bạn không? Dạ em nghĩ với cái tuổi đó cũng phù hợp chị. Bây giờ người ta sẽ nói về mong muốn của một người bạn đời của mình là gì, bạn cần gì. Lúc nãy bạn nữ cũng có tâm sự là thích đi đây đi đó. Thì em rất là thích việc đó. Và mong muốn thì người bạn đời của mình có thời gian để cùng nhau đi đây đi đó với nhau. Với lại nấu nướng thì bạn đó nó biết nấu, thì nấu ngon thì em không thích gì ở bạn nữ. Nếu mà công việc ảnh hưởng quá thì em cũng không thích. Thứ hai là nói nhơ quá thì em cũng không thích. Tức là càm ràm nữa ha. Rồi mẫu hình lý tưởng như thế nào? Nữ em nghĩ là nên ốm, mignon hoặc là dịu dàng, có thể là cá tính một tí. Tại sao phải ốm? Bây giờ bên đây người ta hơi mập chút xíu mà người ta rất là phù hợp với mẫu người vợ lý tưởng. Tại sao phải ốm? Thì cùng nhau đi tập thể dục chị. Bản thân bạn thấy mình có tật xấu gì không? Cái tính của em là hay gọi là
quá đam mê công nghệ, điện thoại rồi internet. Nên nhiều khi em chú tâm cái điện thoại hơn là chú tâm về con người. Trời đất ơi, mày mệt rồi nha. Bây giờ muốn lấy vợ thì phải chú tâm vợ chứ. Thì em hy vọng là bạn nữ sẽ làm em chú tâm hơn để bỏ cái điện thoại xuống. Trời đất ơi. Dạ. Còn ngoài tật xấu đó ra còn gì nữa không? Em lạnh như em chơi hết chưa. Rồi bây giờ muốn lấy vợ thì có cái gì để mà lấy vợ? Dạ cũng thủ. Thủ được cái gì rồi? Thì hiện tại thì cũng có nhà có xe. Nhà xe là nhà của mình mua hay là do cho ba mẹ để lại? Dạ thì cũng ba mẹ một phần. À, nhà đó nhà riêng hả hay là dạ. hiện giờ đang nhà đó ở với ai? Em ở một mình. Sao tóc tai cũng lưa thưa quá vậy ta? Dạ. Mùa hè nó vậy đó. Nóng nực quá hả? Mùa hè nóng nực quá. Bây giờ cô bên này nè, là muốn là ốm bây giờ người ta mập. Người ta không thích đầu hói mà giờ bạn hói. Thì bây giờ mỗi người bỏ một chút, được dạ. không? Em có cái tâm niệm là tình cảm thì không có miễn cưỡng. Có miễn cưỡng chưa chân đặt ra khuôn khổ người ta nghe vậy người ta buồn. Không, cái mẫu hình thôi chứ không phải là phải như vậy là đúng em. Đúng rồi, ta có quyền đưa ra cái mẫu hình dạ. của mình chứ. Chứ tôi là hói là tôi không thích rồi đó. Hói mất mới gì ai đâu. Hói này hói nọ. Hói không? Hói thông minh em. Thông minh kiếm tiền giỏi lắm nè, có nhà rồi nha. À, có nhà có tiền giờ rồi vừa làm vừa chơi vừa nghỉ dưỡng vừa đi du lịch. Quá hấp dẫn luôn. Ảnh hói vậy mỗi lần ảnh thư em nắm đầu đâu có được đâu. Không được. Hói hói cũng còn dài cộng chứ. Không, quan trọng là mình gọi là dùng tâm lý thôi, dùng tình cảm để nắm thôi, chứ nắm đầu hết tóc cũng hết nắm luôn. Ví dụ ôm điện thoại anh tin sao? Không, anh nói cũng rất hay. Quan trọng là người kế bên có làm cho mình bỏ điện thoại xuống hay không thôi. Rồi từ từ bỏ luôn quen à. Anh thấy anh này cũng dễ thương lắm. Nãy giờ anh nói cũng hồi hộp run run. Hôm nay mình đi có ai đi theo mình hơn. Không? À, hôm nay đi theo có ai người nhà đi theo ủng hộ dạ, mình không? Em có hai chị họ. Rồi chào hai chị. Dạ em xin chào hai anh chị MC và khán giả truyền hình đang xem đài. Ở nhà giống như Vi nói có hai người hay hậu đậu, có hậu đậu lắm không? Dạ chính xác, không sai một từ. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Dạ tại vì Vi có nhiều lúc Vi hay quên. Tại vì những cái vấn đề đó là Vi cảm thấy là không có quan trọng. Đúng rồi. Không quan trọng cho nên không có để tâm. Chứ còn mấy cái vụ tiền bạc mình nhớ rõ lắm, đâu dạ, có hậu đậu đâu. Dạ làm ăn thì rất là sòng phẳng. Sao em quánh giá anh bên này thế nào? Theo em đánh giá từ lúc anh ấy bước ra tới bây giờ là mọi cái điều kiện của anh ấy đều phù hợp với Vi. Nhưng mà hình như là anh ấy, cái tiếp người anh ấy hơi bị lợi với Vi một xíu. Tại Vi là thuộc tiếp người hơi to con, mà anh ấy lại thích những người là nhỏ nhắn. Nhưng mà em thấy là hình như là không bao giờ cái mẫu người mình, cái mẫu người lý tưởng của mình với cái người mà ở hiện tại không bao giờ giống đúng nhau. Đúng rồi, chính xác. Tốt rồi, một cái khả quan, một nhận xét rất là đáng mừng. Nhưng mà em thấy hình như là ảnh hơi hiền. Ảnh hiền tốt chứ sao, đàn ông hiền tốt mà. Hiền lắm, anh đi hiền lắm. Em thích còn đàn ông nhà sao thôi. Bạn em thích nào đàn ông đi với cá tính không? Chút xíu. Ồ, bên đây không thích kìa, bên đây thích đàn ông phải cá tính chút xíu. Phải không? Anh... Dạ, có anh chị đồng nghiệp. Bạn gái bên kia cần một người cá tính chút xíu. Bạn này có cá tính không? Dạ, cá tính thì chắc là có đó, mà cá tính ngầm đó anh. Cá tính ngầm? Ngầm dạ. Là sao? Đối với bạn Hoàng á, là em út ở trong phòng. Nhưng mà bạn này rất là nhiệt tình, tất cả những cái yếu tố mà của bạn Vi yêu cầu á, là hầu như là bạn Hoàng hầu như là có hết. Ví dụ như là Vi thích buôn bán online, Hoàng lại là số 1 về săn hàng online. Đây là chắc là hai bạn này mà em thấy rất là hợp nhau. Người bán người mua. Dạ đúng. Đẩy doanh số. Nói chung rồi. Là hai bên là bên nào thấy cũng hợp rồi. Bên đây cũng hiền, bên kia cũng dễ thương. Dạ kéo màn lên. Rồi đây, chuẩn bị. Chào em, anh gửi tặng em. Trước mắt thì tặng em có gấu để ôm. Sau đó hy vọng là chúng ta có gấu để ôm. Vi nói là Vi thích đi đây đi đó, đúng không? Vi dạ. Có hay đi nhiều không chưa? Các tỉnh miền Tây thì cũng đi rồi. Miền Trung thì là quê em rồi. Chỉ có bây giờ đợi kiếm tiền để đi ra Bắc được thôi. Còn nước ngoài thì thế nào? Anh có khả năng dẫn đi nước ngoài hả? Anh hay săn lắm. Ta nói vậy là người ta có khả năng rồi cô này. Nhưng mà có, với điều kiện là em có đi nổi với anh hay không thôi. Tại vì anh đi là đi theo kiểu tự túc, mọi thứ phải tự tìm hiểu, tự phải đi. Nên không có theo tour được. Anh chọn cô nàng nhỏ nhắn hay sao đi với anh được? Không, anh chỉ nói là cái mẫu người thôi. Chứ không phải là anh chọn cái người nhỏ nhắn. Cỡ này đi theo anh được không? Anh nghĩ là được rồi. Cảm nhận về nhau thế nào đi các bạn? Về Vi thì em nghĩ là duyên dáng, dễ thương. Với lại những cái tính cách mà Vi nêu ra thì em nghĩ là đâu đó cũng là những cái mẫu hình mà em tìm hiểu.
em mong muốn? Dạ, em có một yêu cầu là em thích người nào thương em thì thương luôn gia đình của em. Anh thì sao ạ? Anh nghĩ là chuyện đó là phải tất nhiên rồi. Tại vì gia đình là nền tảng mà. Mình có từ đâu? Từ gia đình mà ra. Mình phải quý trọng bản thân mình, phải quý trọng gia đình mình. Em cảm nhận về anh ấy thế nào? Em cảm nhận nói chung là anh cũng hiền, dễ thương, thấy cũng chân thật. Phải mạnh mẽ lên chút xíu nữa. Nào, hát một bài hát tỏ tình để cho cảm giác mình mạnh mẽ nào, chàng trai. Ai cho tôi tình yêu để làm thơ nụ cười, tôi xin dâng vòng tay mở rộng để đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Bạn nữ đáp lại liền. Em không có bài nào mà kiểu mà thuyết phục gì hết trơn. Hay em hát một khúc bài Giả Vờ Như Em Yêu Anh. Câu thôi chọn. Rồi, giả vờ đi. Giả bộ. Xa như anh chẳng thuộc về ai, thì tình cảm đôi ta đâu là sai. Xa như mình gặp nhau khi trước, thì em đã đến trước một bước. Kết con tim em đã thuộc về ai, mà sao chẳng khi nào nghe lời em. Cứ giả vờ rồi có khi giả vờ không yêu hóa nhưng đau lòng. Giả vờ không yêu nhưng đau lòng ha. Thôi được rồi. Nhiều đó là cũng đủ để cảm nhận về nhau rồi hả bạn? Chúng ta có ba tiếng đếm để quyết định đồng ý hẹn hò hay không. 3 2 1. Hết thời gian. Nào, đây gửi tặng các bạn cái những vé xem phim. Chúng ta sẽ có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Ở rạp phim nói nhiều hơn nữa để hiểu nhau mạnh mẽ lên chút xíu. Cô ấy cần một người cá tính chút xíu, còn tóc tai không sao. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn. Đây một cặp loa Soundmax i5 để các bạn nghe nhạc, những bài nhạc về tình yêu. Nắm tay nhau cái đi bạn. Trả lời tôi tại sao bạn bấm nút nhanh vậy? Ảnh thì sao ạ? Ảnh đúng 3, còn bạn là mới 2 à? Thôi em nhớ là chưa đếm em đã bấm rồi mà. Trời ơi trời. Cảm giác bây giờ mà. Cũng mới. Mới mới. Mình hôn nhau cái đi. Thôi chị. Năng động mà. Mình hôn cái đi. Hôn cái được không ạ? Đó nhớ không? Người ta thích gặp người ta nói. Thích quá. Mạnh dạn lên nha. Cảm giác ôm đó làm sao? Rung. Rồi, nắm tay nhau. Chúng ta đi xem phim với các bạn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Nào, mời các bạn. Ma, cho nên hôm nay em cũng muốn đến chương trình để tìm người bảo vệ cây ma trước khi bảo vệ cho em đúng không? Ma anh bắt luôn cho em khỏi lo. Nhưng mà em nhìn thấy anh ấy, em có cái hấp dẫn cuốn hút gì không? Dạ có. Đúng không? Anh được trai nè, em không đổ nè. Ồ, vậy đó hả? Ồ, cảm ơn nghèo quá. Rất là dễ nghe ha. Dạ. Dễ nghe đúng không? Anh cũng thích gượng gái tắt nữa. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Ồ, chào anh Linh. Ngồi đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Ngồi đi Linh. Chào anh trai. Chào anh. Khỏe không? Dạ, em rất là khỏe. Rất khỏe. Hôm nay em vượt lên chính mình á. Đến đây lại nhất quyết là đem gọi về. À, hay quá. Bây giờ nè, em giới thiệu cho bạn gái bên kia với bà mối bên kia biết mình tên tuổi mình ở đâu đi. Dạ, trước tiên em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia. Và chào tất cả khán giả trong vườn quay. Chào luôn trên truyền hình và trên YouTube luôn nha. Tên là Võ Quốc Cường.
43 tuổi, quê quán tại Cần Thơ và sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc làm là kinh doanh mua bán về vi tính IT. Lý lịch trích ngang là như thế. Trời Võ ơi. Quốc Cường, 43 tuổi. Ông làm về IT hèn gì mà ông chào luôn khán giả YouTube, hay thiệt chứ. Rồi nè, bây giờ mình giới thiệu đi cho bạn Cường bên kia nghe đó. Hôm nay là bạn kiên quyết bạn rước vợ về đó. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Cường Linh và chào anh trai bên ấy ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Thu, em ở Thanh Hóa. Dạ. Em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em đến với chương trình cũng mong có một người để dìu dắt em những quãng đường tiếp theo ạ. Nhưng mà em làm gì nè Thu? Dạ, em làm bên thiết kế thời trang. Hả? Em làm bên thiết kế thời trang. À, người ta là thiết kế thời trang đó Cường ơi. Dạ. Thu nói luôn đi, cái điểm yếu điểm mạnh của Thu là gì? Điểm mạnh của em là sống vui vẻ và biết sống hài hòa với mọi người. Và biết sống hiếu thảo và rất quan tâm nhiều người nữa. Còn điểm yếu của em thì có một cái điểm yếu kinh khủng nhất, đó là em rất là sợ ma. Cho nên hôm nay em cũng muốn đến chương trình để tìm người bảo vệ canh ma cho em. Bảo vệ cho em đúng không? Ma anh bắt luôn cho em khỏi lo. Trời ơi, ngon tâm luôn. Đi, bắt ma luôn cho. Quá dữ luôn. Rồi anh tập cho em xem phim kinh dị luôn, không sao đâu. Còn Cường, điểm mạnh điểm yếu của Cường là gì? Điểm mạnh thì tự tin, làm công việc nào cũng là nhanh gọn lẹ, quyết đoán. Còn những cái điểm yếu thì nó rơi vào hai trường phái. Một là mạnh mẽ, hai là nhút nhát. Ủa là gì vậy? Là tại vì nó nhiều khi cái vấn đề đó nó thấy nó mạnh quá thì nó sợ là nhút nhát. Nhưng mà mình thấy mình mạnh hơn người ta thì lại là mình 200% luôn. Đúng, mình mạnh hơn ta mình lấn luôn. Lấn luôn. Còn thấy mình yếu hơn ta là không ra gió rét là luôn. Mình rét luôn. Trời ơi. Em có thích sở thích gì là nhất nào? Sở thích em thì thể thao. Thể thao ví dụ chơi game nè, bơi lội nè, đạp xe nè, chạy bộ nè. Gì nữa? Tất cả những môn về thể thao là đều thích hết. Đó. Văn hóa nghệ thuật. Văn hóa nghệ thuật và cũng thích nữa. Thích mùa gì? Thích ví dụ thỉnh thoảng thì có thể là hát nghêu ngao gì vậy. Với một cái người hoạt bát như em ha, hoạt ngôn như em mà lý do gì em có mặt ở đây? Tại vì em sống nó hơi khép kín, nó có nghĩa là đi làm xong rồi cái cứ ở nhà. Ở nhà lười đi ra ngoài. Có nghĩa là không thích đám đông. Ví dụ mình đi với một người nữ thì ok, chứ ngồi tụm năm tụm ba tụm bảy mà. Với phần em là không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, cũng không có gái gú luôn. Rồi nhiều khi thấy vậy thôi, cứ ở nhà rồi khép mình vậy là tạm gọi là nó không có mở lòng. Không cho có nên mở là lòng. Thường thường mình không có nhiều bạn được, không có cơ hội để gặp người nữ được. Đừng nói với tôi ông còn trai nha ông Cường. Chắc vậy luôn. Sao Thu, tôi nghe tôi mất hồn không? Ôi thiệt không? Thiệt luôn á. Tình cảm thì có quen cũng như là ví dụ bạn bè nó xa hơn một bạn bè một tí xíu. Đó là mình cũng thấy mến thương nhưng chưa đi tới đâu. Nắm tay thì hình như là làm như là mình không yêu, không cảm giác hay sao ta? Ta thường thường nó nắm tay xong nó có điện giật hay là cái gì đó mình thấy cũng bình thường. Tình yêu là phải có nụ hôn đầu đời có không? Cũng chưa hôn nữa. Thiệt không? Chưa có biết nụ hôn như thế nào. Bây giờ nhiều khi ngồi suy nghĩ thấy người ta yêu thương nhau. Mình cũng xem phim mình thấy người ta yêu thương nhau mà mình nhìn kỹ mình nói không biết tình yêu nó màu gì. Rồi nó ra làm sao cũng chưa biết, chưa cảm giác được như thế nào luôn. Có nhiều khi đêm ngủ tại vì mình không có người yêu đó cũng khóc ướt gối gì vậy. Khóc ướt gối luôn hả? Cũng tuổi thân lắm chứ bộ đúng không? Đúng rồi, chứ thấy người ta có cặp có đôi mà mình lớn không vậy, cho nên phải vượt lên chính mình đến đây. Là bữa nay lên đây, kiên quyết đúng không? Kiên quyết lên đến đây. Bây giờ tôi mời ông mối ông qua đây. Ông muốn hỏi han gì nhà gái tôi không? Nên nhà gái hơi bị ngon á nha, nói cho nói cho nhà trai biết nha. Dạ. Coi nhà gái coi. Dạ em chào. Chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Dạ. Ôi xinh quá nhở. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em có mối tình nào chưa? Lúc mà còn nhỏ hơn là tuổi còn đang chưa chín chắn á, cái thì cũng có kết hôn một lần, nhưng mà 3 tháng sau đó phát hiện có tình cảm thì cái ly hôn 5 năm rồi. Em không biết đó là tình yêu hay là gì, em chỉ là thương hại người ta vì người ta đối xử tốt với em quá này kia ấy. Thì lấy nhau 3 tháng rồi có con. Dạ, no. Tự nhiên mới 3 tháng rồi về chia tay nhau hả? Dạ, em thấy không có, lúc từ hôn đầu đến hôn cuối không có tình cảm. Thôi được rồi, nói chung là cũng có một lần lỡ dở nhưng mà chưa tới đâu, mới 3 tháng sao em trai? Dạ. Cô bên này rất là dễ thương nhưng mà số phận như vậy em thấy sao? Thấy cũng bình thường. Có gì kìa, mình có thể làm cho người ta cái vết thương đó có thể mất đi. Cường mong muốn có một cái mẫu người phụ nữ như thế nào? Cái người mà
phụ nữ thì nó bình thường thôi được rồi, cũng không có cần đòi hỏi gì lắm. Mình nghĩ ai cũng có cái xấu, cũng có cái tốt hết trơn. Cho nên là bây giờ mình nếu mà hai người yêu nhau, thương nhau thì thật sự cái điểm xấu đó từ từ ta sẽ biến mất. Đúng rồi. Tại tình yêu là sự bổ trợ cho nhau mà. Hay quá. Để cả hai cùng hoàn thiện. Đều tuổi này cũng lớn rồi. Ông chưa yêu mà ông nói giống như là người đã cũng đã yêu rồi. Em chim xem phim Hàn Quốc đồ nhiều lắm, chứ coi phim đủ thứ luôn, phim tình cảm không á. 43 tuổi rồi về có mong có con liền không? Cái điều đó ai cũng muốn. Nhiều được không? Được. Đồ hộp hết đát mà còn xài được mà, chứ đâu có dục đâu. Còn em sao nè, nói cho anh nghe cái mẫu người lý tưởng của em. Em muốn tìm người yêu như thế nào? Nói chung là ngoại hình dễ nhìn, tính tình điềm đạm, sống mà có kế hoạch cho hiện tại và tương lai, biết tạo dựng một kinh tế ổn định cho cuộc sống của bản thân mình và gia đình. Với Hiếu Thảo, anh nãy giờ nói em có cảm nhận là thấy có gì giống giống mà những điều em muốn không? Dạ giống giống anh. À. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Em đi với em gái. Em gái đâu? Dạ anh, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, em chào khán giả trong trường quay. Em thấy anh ấy cũng dễ thương, cũng được và cũng nói chung là cũng nhanh nhẹn. Có duyên, anh này là thuộc loại có duyên á. Dạ, có duyên á. Hợp với chị em không? Dạ cũng hợp, em thấy cũng được. Cùng đi với ai Cường? Em đi với em trai của em và em dâu của em. Dạ. Em trai ruột không? Em trai ruột, dạ. Ồ vậy hả? Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, cũng như chào các bạn ở trường quay. Em chào chị. Anh trai em lần đầu tiên là thổ lộ cái thật lòng mình đó. Em ngồi em nghe từng câu của anh và từng câu của chị. Thì chị cứ yên tâm về cái vấn đề mà sợ ma hay bất cứ cái gì. Khi mà đi với anh của em là sẽ có cảm giác thật an toàn. Thứ hai, thí dụ em nghĩ như vậy, cái hôn nhân là một con đường rất là dài. Thì cái điều đó sẽ tạo cho anh chị những cái khuyết điểm và những cái ưu điểm sẽ bù trừ lẫn nhau. Em mong qua chương trình này thì anh chị cho nhau một cơ hội để mình bấm nút, để mình tìm hiểu. Dạ, em xin hết. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Nói nghe nè, ông mối, ông nói ông Cường á, ông đến sân khấu kịch tôi á, coi kịch ma đi, dắt Thu đi coi. Là biết coi đứa nào sợ là biết liền à. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bạn trẻ gặp nhau. Mở rào. Anh có món quà anh tặng cho em. Em cảm ơn anh. Gì vậy? Gì vậy? Chiếc giày. Trời ơi, cái lắc hay là dây chuyền? Lắc. Lắc hả? Đeo luôn đi Cường. Trời ơi, bao nhiêu chiếc vòng cầu hôn đó. Đeo vàng như đeo vào. Đeo sao lên sao lên. Đeo vàng như đeo gông vào cổ. Đeo rồi mấy thở lấy ra. Anh trao cho em chiếc vòng cầu hôn. Chiếc vòng cầu hôn. Em cảm ơn anh. Ok rồi, em có món quà tặng anh. Rồi, gì cái gì? Cái gì mở ra luôn? Mở ra luôn. Một chiếc áo sơ mi. Em thích áo sơ mi lắm. Em thích áo sơ mi mà lại thích màu trắng luôn không? Thích màu trắng đúng vậy luôn. Vậy là quá hay rồi. Em mặc size gì? Nó nhà hết 39, 40, 41. Size gì đây? 43. 43? Dạ. Thì cái áo này phòng thủ khi mà anh mập thêm một tí á, anh mặc vẫn còn vừa. Đừng có nói mập, đụng chạm nhiều người. Như vậy có nghĩa là vậy nè Linh. Trong đầu của cô bé này là cô tưởng tượng những cái hình mẫu bự con dữ lắm nè. Rồi, vậy là thấy là khả quan rồi đó. Lần đầu tiên hai người gặp mặt đó. Dạ, lần đầu tiên em cũng không ngờ em lên đây. Cũng tại vì em sợ ma quá nên em mới lên. Mà em gặp anh em run quá đi ạ. Run quá hả? Vậy là em có ấn tượng gì về anh không? Em thấy anh là người hiền lành và là một người đáng tin cậy trong mọi lĩnh vực ạ. Thế à? Dạ. Bây giờ thí dụ có hai mẫu người đàn ông. Dạ. Một người đàn ông làm cho em mọi thứ để mà em yêu họ. Dạ. Còn một người đàn ông khác á, em chỉ cần nhìn vào họ thôi là em đã yêu họ rồi, thì em sẽ chọn người nào? Em chọn người thứ hai, là mình nhìn vào người đó. Thì đó là em cảm thấy tương lai. Em yêu người đó liền, em dạ. Thương người đó, tình yêu trong người đó liền, là em chọn người nào? Là cái người mà em nhìn vào người thứ hai. Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Thì anh là người thứ hai nè. Thế ạ, đúng người em đúng muốn không? Em đúng nhìn anh, em có thấy thương anh không? Dạ thấy. Đó thấy không, thì anh nói là anh là người thứ hai mà. Ôi, cho nên chứng minh điều đó mà đúng không? Dạ. Tin dễ sợ luôn không? Anh với em tìm hiểu quen với nhau như vậy thì bao lâu mình đi đến hôn nhân được?
Em mà lại đến đây có nghĩa là em đã sẵn sàng, ok luôn rồi. Có nghĩa là anh cưới là em chịu đó hả? Chắc phải. Hôm nay người ta đều có một cái sự kiên quyết, mà bên em là cũng kiên quyết rinh vợ về đúng không? Đúng rồi. Còn bên đây ta cũng kiên quyết tìm được bờ vai vững chãi để ta dựa dẫm mà. Chứ em hỏi anh nha, anh có sợ ma thật không á? Anh bắt ma luôn cho em. Chắc không anh? Em khỏi lo. Bây chắc giờ em nói ở đó có con ma, anh bắt lại cho em thấy nó nằm đó luôn. Đó, yên tâm mà, đi đó. Nhưng mà em nói là tại vì em ở mình nên mà bản thân em là rất thích ánh sáng, mà bóng tối là em rất là sợ. Thì em cứ ở bên cạnh anh, em cứ sợ em cứ ôm anh là sao em đâu có thật sợ được. Ủa giờ em muốn đi lấy chồng hay em chị cũng muốn kiếm một người bắt ma cho em? Đi lấy chồng á? Hả? Chị lấy chồng á? Lấy chồng, tính lấy chồng đi cứ nhưng kiếm một người. Nhưng mà em phải hỏi cho chắc cứu không, lỡ mà anh ấy sợ ma đấy thì thôi. Ủa chứ dù như anh yêu em yêu anh sợ ma kệ anh chứ. Em thấy tự tin của anh đủ để em nương cậy anh không? Chắc đủ. Bây giờ em hiện tại là em ở đâu quên ta? Quận ở thành phố Hồ Chí Minh mà như thế nào? Em ở Tân Bình. Ở Tân Bình, Tân Bình với quận 10 là rất là gần, đúng không? Kế bên luôn. Dạ. Như vậy thì thí dụ mình hẹn hò mình gặp nhau như vậy thì một tuần như vậy là em muốn gặp nhau mấy lần à? Cuối tuần ạ. Cuối tuần lần hả? Nhiều khi ví dụ em thích anh quá rồi giờ em tìm lại nhiều lần rồi sao? Tại em dạ. Nói một lần mà thí dụ em lỡ. Lúc đó em báo sao ạ? Nhưng mà em nhìn thấy anh ấy, em có cái hấp dẫn cuốn hút gì không? Dạ có. Đúng có không? Anh được cha anh này, em phấn độ nè. Ồ vậy đó hả? Ồ cảm ơn em quá. Rất là dễ nghe ha. Dạ. Dễ nghe đúng không? Dạ. Anh cũng thích người gái Bắc nữa. Giọng Bắc rất là thích. Dạ. Cũng đức tính người Bắc thì anh cũng thích nữa. Hai đứa này có dễ hợp lắm luôn á nha. Ừ thiệt luôn á. Tôi thấy là vô thẳng vấn đề luôn đi. Bây giờ là nếu cưới nhau thì tiền bạc ai giữ? Đứa nào thích con trai con gái? Giờ anh đang ở nhà anh hay là ở nhà mướn rồi hả? Mình lấy nhau rồi là mình gộp chung kiểu gì nè? Ừ, đó ví dụ vậy. Anh đang ở nhà của người ta. Dạ. Đó, dạ. Tạm thuê. Cho nên nếu em về mà ở chung với anh em có chịu không? Dạ chịu. Vậy là hai cũng chịu luôn. Miễn là anh cho ở. Tôi ở nhà thuê luôn hay gì? Em ở nhà của ông chủ nhà trọ. Vậy hả? Về ở với anh không biết sao. Em thích con trai hay con gái? Dạ cái này là tùy ý chơi ạ. Chơi cho gì thích nấy ạ. Con trai cũng được, con gái cũng được. Dạ. Đúng không? Với cái tuổi này thì bây giờ có con là ai cũng thích đúng không? Đó, con trai con gái gì cũng đều tốt thôi. Dạ. Không quan trọng lắm. Dạ. Tiền bạc làm sao? Ai giữ? Con cái ai lo? Bàn nhau đi. Cái này anh nói đi người. Dạ hả? Dạ. Không lẽ bộ bây giờ anh kêu em đưa tiền cho anh giữ em cũng đưa luôn sao? Nếu như mà em giữ luôn hết, ý mà em giữ không nhiều quá thì em anh phải giữ phụ chứ. Ừ, đưa anh giữ nghe, vậy là hứa vậy nghe. Không phải, các bạn không phải. Ý là anh giữ, ý là khi mà nhiều tiền quá là anh phải giữ phụ em. Vậy đó thì dạ. giữ phụ em mà em có đòi đúng không? Tại vì lúc đó nếu làm vợ chồng thì xài chung chứ đâu có đòi được. Dạ. Đúng không? Nếu dạ. mà chưa là vợ chồng thì nhưng có thể đòi được. Nhưng mà anh nhớ giữ kỹ, anh giữ phụ nhưng anh nhớ giữ kỹ. Đúng rồi, tại vì em nghĩ đi, anh không có cờ bạc, rượu chè, không có gì hết trơn, không ăn chơi bời hết trơn, làm sao mất tiền được. À vậy đúng ok, dạ, okay. Vậy em yên tâm. Bây giờ Cường bước tới, nắm tay Thu, truyền hơi ấm cho nhau nè. Sao lạnh như vậy? Có gì đâu rụng. Cái Thu nó rung nãy giờ không? Ta nóng không? Người ta ăn ấm. Nếu mà anh ấm, mình nóng như vậy có đủ cho em ấm không? Hay là cũng vẫn còn lạnh hơn? Dạ chắc đủ rồi. Đủ hả? Mà nắm càng lâu là nóng lắm đó nha. Bây giờ là anh không hứa, tại vì cái tuổi này nó lớn rồi đúng không? Anh không hứa cho em một cuộc sống giàu sang. Nhưng cái điều anh hứa đó là cho em là cái sự chung thủy, dạ. cái chân thật của anh đối với em là nếu em là vợ của anh. Dạ, em đồng ý những lời anh nói. Bé Thu này, bé Thu nó hiền ghê luôn á. Ngồi đi Thu, ngồi đi. Nào, cái phình phịch này là như trái tim nó đập. Trái tim nó đập cập hịch đó. Suy nghĩ cho kỹ xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Suy nghĩ cho kỹ sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức là ngay bây giờ, từ giây phút này, các bạn đồng ý hẹn hò và tìm hiểu nhau. Nụ hôn đầu đời đầu tiên. Hai đứa dễ thương lắm á. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc.
máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màn lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kèm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tính đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kèm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, chúc hai em sớm tìm hiểu nhau và đi đến một cái kết rất là tốt đẹp nha. Cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Nguyễn Linh và chị Hương Vân. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ, em xin cảm ơn. Nó lạnh mình là suốt mồ hôi nè. Trời ơi, con bé Thu này thiệt. Mày mốt thấy hai cái đó bằng hai cái đáp á. Đó, đúng đầu rồi. Cao. Từ đó vậy em, chưa có ai thích em, em cũng chưa có mối tình nào. Đôi khi em một vấn đề nào đó em chịu đựng vượt cái sự giới hạn của em á, thì đôi lúc em không có kiềm chế được cái lời nói khi người khác nghe dễ hiểu nhầm. Em thấy em là em chịu đựng giỏi lắm ấy, thành ra thường thường là chỉ có người ta đẩy em thôi chứ không có đẩy ai hết. Em muốn một người chững chạc một tí, một người ấm áp điềm đạm. Rồi, một cô bé gái có nụ cười rất là tươi, rất là hồn nhiên, một chàng trai rất là vui tính và rất là tự tin. Hy vọng rằng với hai con người như thế, họ sẽ sớm kết nối và hiểu nhau và đi đến một cái tương lai tốt đẹp. Bây giờ thì Quỳnh Linh và Hồng Vân xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi, ngồi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Tấn Trường, em nay 30 tuổi. Công việc em hiện tại đang làm cố vấn dịch vụ cho một hãng xe ô tô. Em hiện tại sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Đồng Tháp. Còn em? Dạ, em tên là Đặng Khởi Phụng, năm nay em 29 tuổi, quê em ở An Giang. Và hiện tại em đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngành bên tư vấn chăm sóc khách hàng ở bên lĩnh vực chăm sóc mẹ bé. Em cho chị biết một chút xíu về cái ưu khuyết điểm của em đi. Về cái ưu điểm của em thì em thấy là em quan tâm chăm sóc người khác và em thích mang đến tiếng cười cho người khác nữa. Còn cái khuyết điểm của em là nhiều khi em sẽ gấp á, em sẽ nói hơi gấp thì em sẽ có khi em sẽ hơi rối và em nói hơi nhanh một xíu. Dạ, yeah, hơi rung nữa. Rung. Dạ. Yeah. Điểm mạnh điểm yếu thế nào nói cho thằng gái biết đi. Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em học hỏi và tiếp thu nhanh, em cũng sống tình cảm và trang hòa với mọi người. Quá tốt. Dạ, điểm yếu em là thỉnh thoảng em bị quên, thích nhạc nhưng mà không nhớ lời. Đôi khi em một vấn đề nào đó em chịu đựng vượt cái sự giới hạn của em á, thì đôi lúc em không có kiềm chế được cái lời nói, đôi khi người khác nghe dễ hiểu nhầm. Dạ. Tức là đỉnh cao là em còn tuôn ra bất kỳ lúc nào. Dạ. Cũng là đôi khi bực mình quá, nó tầm bậy tầm bạ làm người khác tổn thương. Vậy em có mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em trước giờ thì em có 3 mối tình đó chị Hồng Vân. Có mối tình nào mà vì những cái lời nói tổn thương như vậy mà chia tay không? Tình chắc là mối tình đầu tiên đó chị Hồng Vân. Còn trẻ, lúc đó là còn trẻ, không có được chia sẻ và thông cảm với nhau á. Những lời nói đôi khi nó không có làm cho người khác người ta hiểu được mình. Em hay sau một cái mối tình đầu tiên đó thì em tự nhìn nhận bản thân mình và em sửa đổi. Và nhìn lại những cái gì mà mình đã trải qua. Mình nhìn được cái xấu của mình là tốt rồi. Dạ. Rồi mối tình thứ ba là lâu chưa? Dạ, mối tình thứ ba thì cách đây khoảng hơn 1 năm. Dạ, yêu nhau được 8 tháng. Rồi 3 mối tình bên nhà gái. Dạ, từ đó giờ em chưa có ai thích em mà em cũng chưa có mối tình nào. Ồ, vậy hả? Dạ. Ủa, lý do? Chắc là tại hồi nhỏ đó, thời đó em đi học hồi cấp 2, cấp 3 rồi á. Thì thời đó thì em hơi nhút nhát, em chơi, thường em chơi với bạn nữ nhiều. Với lại lúc đó em lớp 5, em 50kg. Xong cái tới thời sau này em đi làm rồi á, thì lúc em đi học, em lên Sài Gòn rồi á, thì bắt đầu lại là
mình chân ướt chân ráo, mình vừa mới lên thì mình chưa kịp làm quen với tinh hoạt. Tới hồi mà làm quen tinh hoạt là người ta có bạn bè hết trơn, đâu có đâu có cặp, mình cũng chưa có ai. Nhưng mà em có thương Thảo Mai bao giờ không? Lúc đó thì có dọn dẹn nhưng mà mơ mộng một xíu thì thấy anh ấy đẹp trai quá thì cũng suy nghĩ một xíu, nhưng mà thương Thảo Mai thì cũng chưa. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà cũng may là chưa thương Thảo Mai, chứ thương Thảo Mai mà tính em mà nếu như mà thương Thảo mà thấy người ta không thương mình chắc khổ dữ. Vậy tính em cũng hơi tình cảm một xíu. Như vậy á, em hình dung cái người yêu của em phải như thế nào? Hình dung người yêu của em muốn một người chững chạc một xíu, một người ấm áp, điềm đạm, và nó sẽ có cho em cảm giác an toàn. Cao từ 1m65 trở lên là được, ngoại hình dễ nhìn, có duyên là được rồi, chứ cũng không cần phải đẹp trai, tại vì quan trọng cái tính tình hơn. Giống anh Quyền Linh cũng được, cái Quyền Linh tính tốt. Thì cũng giống anh đó. Này của đẹp trai anh, nhưng mà có nét dài ngầm ngầm giống anh. Nên trai, em muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em thì thích một bạn nữ tóc dài. Tóc dài gì nữa? Da sáng một tí. Da sáng, có sáng đó. Dạ. Sáng đó. Dạ. Biết chia sẻ. Rồi nãy bạn nói bạn sống rất là tình cảm. Dạ. Người miền Nam anh. Người miền Nam đó, miền dạ. Nam luôn anh rồi. Dạ. Qua cây cầu là tới. Đồng Tháp đi qua cầu Dầm Cống. Dầm Cống là cầu. Dầm Cống bây giờ đi thẳng tới Kiên Giang luôn, qua luôn ngã ba Lộ Tẻ luôn rồi. Dạ đúng. Là đi một tới tới luôn. Dạ, trời anh. Ơi. Tôi nói dễ thương, trắng tươi, trắng hơn em. Dạ. Cái hay là bên đây nè, bên đây cũng tình cảm, bên đây cũng sống tình cảm. Em không thích điều gì đàn ông? Em thích người đàn ông gia trưởng, tính toán, chi ly. Nếu như mà có nóng tính thì kèm lại một xíu. Chừng nào em đẩy quá người ta tới cái một đỉnh cao của sự nóng tính, người ta mới buông lời. Em thấy em là em chịu đựng giỏi lắm ấy. Thành ra thường thường là chỉ có người ta đẩy em thôi chứ không có đẩy ai hết. Mà ta đẩy em tới lúc nào em có buông ra những cái lời cay nghiệt không? Không, em chỉ để trong lòng thôi. Tại sao em không nói ra? Tính em thì em thích là thật ra phụ nữ cũng hơi cũng có nhiều khi nó cũng hơi lạ xíu, là không thích nói nhưng mà muốn người ta hiểu một xíu. Nhưng dễ nhất là nói ra đi em ơi. Đúng rồi. Không nói ai đâu mà hiểu, mệt. Yeah. Thôi bữa nay nhiều cái mệt mỏi quá rồi ha. Đủ thứ, trời ơi, tất bật mưu sinh, cơm áo gạo tiền, mưa bão gió lũ. Nói đi cho người ta hiểu luôn chứ. Đúng rồi. Bây giờ là anh trai đi với ai nè? Dạ em đi bạn học cùng quê em ạ. Em chào anh Quyền Linh với chào chị Hồng Vân với các bạn trong trường quay. Thật ra nãy giờ em nghe bạn nữ chia sẻ thì em thấy ở hai bạn có cái điểm chung với nhau á. Thật ra là hai bạn cùng làm cái ngành dịch vụ khách hàng. Cái khả năng thấu hiểu và chia sẻ với nhau thì em nghĩ sẽ là có. Đặc biệt là bạn nữ làm bên cái ngành mẹ và bé nữa. Hai bạn cũng có thể cho mình một cái cơ hội để có thể tìm hiểu với nhau. Cái tính của trường thì cũng muốn là chia sẻ, có người lắng nghe, và thì em nghĩ là bạn nữ khá là phù hợp. Cảm ơn em. Em đi với ai? Em đi với hai bạn chung phòng của em anh. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào tất cả các bạn đang xem chương trình. Thì em thấy bạn trai này cũng khá là dễ nhìn, hiền chân thành, đồng phụng thì cũng rất là hiền, biết quan tâm người khác, thì em hy vọng hai bạn cho nhau cơ hội tìm hiểu. Dạ, cảm ơn em. Thôi bây giờ hai bạn tìm hiểu sẵn luôn đi. Đó, cách tìm hiểu trực diện luôn nào. Kéo rào. Dạ em chào anh. Mình có món quà tặng bạn. Em có một cái món bánh em tự làm gửi anh. Rồi mở ra coi quà của trường là cái gì. Mở ra coi nè. Là cái khăn chị. Cái khăn hả? Sao em tặng cái khăn về trường? Em dạ, muốn nhắn gửi điều gì trong này? Đây là cái khăn tròn á chị Hồng Vân. Thì cái khăn tròn thì mình có thể sử dụng được rất là nhiều trong mọi trường hợp. Nóng thì mình choàng cổ để nó tránh nóng. Còn khi mà gặp tới cái mùa trời đông sắp tới nè, thì mình sẽ bảo vệ được cái vùng cổ của mình. Rồi còn em sao em tặng bánh flan vậy? Em hy vọng hôm nay sẽ là một cái buổi bắt đầu ngọt ngào. Cảm ơn. Dạ, rồi, cảm ơn. Chào Phụng. Chào anh. Cũng trường cũng làm bên lĩnh vực ô tô, cũng là lĩnh vực tư vấn. Mình hay chia sẻ với khách hàng về những cái lợi thế, những cái điểm mạnh, điểm yếu. Nên là trường cũng hy vọng là Phụng sẽ có thể những chia sẻ thật là chân tình. Hốc hồn nói chuyện giống như nói chuyện khách hàng vậy. Anh em rồi cho nó tình cảm đấy chứ. Làm như Phụng đi sửa ô tô vậy đó. Em hồi hộp quá chị. Em đang run đúng không? Chị dạ. Biết rồi. Quan điểm về tình yêu và hôn nhân của em là như thế nào Phụng? Hai người đến với nhau quan trọng là chung thủy. Có vấn đề gì xảy ra thì cứ nói thẳng ra, không cần phải giấu giếm. Mình chia sẻ, tôn trọng vấn đề đó. Đúng rồi, bao dung và biết chia sẻ. Thì anh cũng vậy.
khi mà gặp vấn đề nào đó mình cùng ngồi lại với nhau để mình chia sẻ, để mình giải quyết vấn đề đó. Dạ. Thì mình mới đi được xa, đồng hành, chia sẻ và thay đổi. Dạ. Thay đổi để mình phù hợp với đối phương. Nếu không, mà sau này xiến định với nhau á, vấn đề tiền bạc á, thì anh cũng không hy vọng là anh phải là giữ. Em tưởng em nói là anh hy vọng là anh là người giữ hết. Anh không thích kiểm soát vấn đề mà chi tiêu nó quá đáng. Dạ. Nó phù hợp hơn. Dạ rồi. Anh nhận xét, anh thấy ấn tượng của anh như thế nào? Ngoại hình thì ghép phụng rất là xinh. Dạ, em cảm ơn. Cũng là người miền Tây nữa nên giọng nói rất là ngọt ngào. Em có thường đi du lịch không? Tại vì công việc phải tùy, giống như thường thường nếu như mà lễ Tết em phải thường về quê. Và nếu như có du lịch thì em đi, thực sự em đi cả nhà. Em đi với mẹ em, với em dì em rồi đó. Đi mà chia sẻ cái, tại vì em cũng chưa có ai để đi riêng thì em thích đi chung. Em là nếu như mà đi cũng không có xa, như đi đâu mà cả nhà thì vui vẻ vậy thôi. Còn không lễ Tết về ăn uống gì này nọ thì thôi đi ra ngoài. Anh thì rất là thích đi du lịch theo kiểu là trải nghiệm. Mình có thể đi du lịch bụi, đôi khi mình muốn một cái thư giãn thì mình có thể đi những cái nơi nó sang trọng hơn chút xíu. Yeah. Bây giờ em bước tới nắm tay cô gái ha. Đó, mời cô gái đứng lên để truyền cảm xúc cho nhau. Yeah. Hỏi đi. Nếu mình đến được với nhau để tìm hiểu thì anh hy vọng anh sẽ là một cái bờ vai để cho em có thể là ngã vào, tựa vào. Nếu trong trường hợp mà có gì đó không vui, cứ nói thẳng với anh và chia sẻ với anh. Anh sẽ thay đổi mình hoặc là lắng nghe em nói. Em cũng cần tìm một người như vậy. Em chỉ lo lắng như bạn nói đó, là bạn như mà nói mà không có, nhiều khi nóng quá đó, không có kiềm chế được đó. Thì em hy vọng là bạn có thể là sau này nếu như mà có thể tiến xa hơn thì có thể là sẽ có kiềm chế lại một xíu những cái lời nói. Thật sự tại có những cái lời nói nó còn hơn cả những cái đánh. Anh hứa anh sẽ cố gắng thay đổi. Dạ rồi, em chỉ hy vọng là như vậy thôi. Hát tặng bạn gái bài đi. Cứ nắm tay đừng buông tay ra. Lúc này là chúng ta đang tìm cảm xúc cho nhau. Từ khi quên em, anh đã biết bối rối. Vì những lúc thoáng nghe em cười, em yêu kiều thương tha cho lòng đắm say. Cuộc tình này dài lâu, ngủ sâu vòng tay em ai. Dạ em thích nhất rồi. Ở như đó là đủ rồi. Hãy hướng về phía trước, nhắm mắt lại để xem nhịp tim của mình có đập chung một nhịp hay không. Nếu không đúng, không cần bấm. Chà, bây giờ sau ba tiếng đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Chúng ta cũng lớn rồi, mạnh dạn lên nắm tay nhau nào. Đây là lần đầu tiên chúng ta làm quen nhau với sự chứng kiến hàng triệu người. Đó, còn bây giờ thì chúng ta hôn nhau nào. Hai bác cho con xin phép con hôn Phụng nha. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kèm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tính đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kèm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, đi qua luôn nào. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có một cái niềm vui rất là lớn, đó là kết nối được hai bạn, hai cặp đôi đã bấm nút hẹn hò. Hy vọng tất cả mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai bạn đó. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Net Club
Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem màn hội hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He vì muốn mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc lớp hai đã thực hiện chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. À, con có ưu điểm là con nhiệt tình trong công việc, nếp sống sạch sẽ ngăn nắp tí. Điểm mạnh của con là rất là thích hát nhưng mà mặc dù hát không có hay. Anh ạ, nhận xét em như thế nào? Em mình con người dễ thương sẵn rồi. Cảm ơn anh. Và mang một nụ cười khiến bao nhiêu người đàn ông phải chết rồi. Trời ơi. Điểm mạnh thì là chắc là nhưng cũng không phải. Không có điểm mạnh luôn. Trời ơi, lần đầu tiên có một bạn nữ, bạn nói bạn không có điểm mạnh luôn. Điểm mạnh thì em nóng tính nhưng mà cũng dễ nguôi nếu như người phụ nữ người ta biết nói là xin lỗi với em. Rồi ví dụ người ta không xin lỗi chừng nào mới hết nóng? Xin lỗi thì chỉ cho người ta lỡ một lời xin lỗi ấy chị. Chương trình bạn muốn hẹn hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.